Mấy chào các bạn, Kelly đã tới Nathan Brook Square. Đây là cái hậu trường mà City Hall rồi. Thì mọi người đang set up ở đây nè. Thì đây là gian hàng. Hi, I can't recognize you with your mask. Em là Khánh Bình. Hả? Khánh Bình à. À, hi Bình, em mới gặp Viễn chưa? Em chưa gặp ai. À, Viễn ở bên sân khấu nè. À, các bạn volunteer đúng không ta? Ok. Rồi. Đây là những cái cooler của những gian hàng có tủ lạnh cho mọi người. Đây là âm thanh đang lên. Anh Don, khỏe không? Đây là anh Don bên ban âm thanh của chương trình. Yeah. Anh nói với nó sau khi mà nó để cái màn ảnh lên xong á là mình có cái banner nhé. Cái banner của chúng ta nó ở trên đó đó, cho nên khi mà anh canh nó giùm em. Sau khi mà nó xong á là kêu nó hạ xuống cái đó để cho mình bỏ cái banner lên đó. Mình có cần equipment của nó không? Có, là tại vì phải nó phải kéo xuống để em đi hỏi xin. Ok, cái banner đâu rồi, để anh đưa cho nó, nó treo em. Tại vì trong xe có ba em mà. Ô, bây giờ à? Nó chưa okay. cho xe ba vô rồi, nữa. Ok, để anh giờ anh dắt nó, mình muốn để ngay đây. No, kêu nó giữ đây nè, nó là ngay đây nè, cái treo của nó là ngay đây nè. Kêu nó giữ cái crane này cho mình để mình treo. Dạ đúng rồi. Ok, rồi, cho mình mượn rồi. Hello, chị Suze. Khỏe. I believe so. Jennifer, where's Viễn? Ok, mọi người ở biển ở dưới á, em cứ đi xuống dưới nha. Hai chị Mai. Chào chị. Sáng nhắn cho em cho bé volunteer, bé đang ở dưới. À, ok, dạ anh được, Viễn. Anh Viễn đúng rồi. Có cần gì chị thì cứ nói chị. Dạ cần, tại lát nữa ba em sẽ chạy xe vô đó, mình giúp đem mấy đồ trang trí xuống để mình bắt đầu trang trí nha. Dạ, chị tên gì? Hai chị Mai. Chị Nhung. Hello chị. Khỏe. Can't believe it, I'm pinching. Ouch. Mưa quá chị. Benson. Ok. Bây giờ là sẽ ba em đang đem cái chiếc xe truck vô để mà trang trí đó. Tắt nữa mình phụ làm trong trống với đèn hoa đăng cho. Ok, thank you chị. Đây. He's a general laborer. I'm just gonna make him do some stuff over there. No, we need manpower because my dad's loading the decoration stuff over there. Oh, I think we have to finish up the tents. Oh, they're still making you do the tents? No, there's still a couple things to do with the tents, and that's basically it. Okay. So I'll send them back when. Yes, send them back to me. Chị quay cho em không? Dạ không, em muốn quay mọi người chứ em không muốn chị quay em. Hi everyone. Okay, manpower. Bé. Đây chị cho những bạn nào mà của decoration á. Đây ba chị đang đem vô với chị đang đem vô. Yeah, đi vô nè. Decoration á, họ đến cũng khá đông rồi. Ok cần. Tại vì hồi nãy mưa đó, không có lốt được cho nên bây giờ tạnh mưa rồi mới tới. Cho nên em cứ đẩy mấy bạn volunteer ba chị chạy vô đó qua bên này nhé. Okay. Để mà bắt đầu mình trang trí. Ok. Ok, thôi decoration xem. Dạ. Yeah. À, hai Phương, khỏe không em? Cảm ơn. Bây giờ thì bên kia ổn rồi. Bây giờ cần em phụ chị nè. Tại vì xe đó là ba của chị đang đem đồ trang trí vào đó. Thì lát nữa ba chạy vô đây thì mình đi theo qua bên kia. Nhá. Hi, are you guys volunteers? Yeah. Okay. Stage team. Oh, stage team? Yeah. Okay. Did he assign you anything to do yet? Đang đợi Linh. Đang đợi, ok, rồi. Viễn ơi, em có cần mấy bé này không vậy? À, hiện thời thì chưa, nhưng chút nữa là em cần. Mấy giờ? 30 phút nữa. Ok, vậy 30 phút nữa quay lại nhé. Chỉ cần... 30 phút nha. À, 30 phút. Ok. Có cần ngủ gì không? Có. Dạ. Dạ, ok. So, bây giờ cần mấy anh manpower trước. Tại vì mấy anh manpower kiên đồ lắc nữa mấy cô mới cực sau. Ok. Đây. Chị ơi, quần áo em có tới không cho mấy bạn bên xây ra kia? Có. Kiệt tới chưa? Kiệt tới chưa? Kiệt không thấy. Cái xe truck của Kiệt để chị hỏi Khoa. Vậy chúc ba em tới. Đây. Cứ đem cái banner. Ồ, banner cứ đem ra. Đây nè. Ồ, vậy hả? Ok, lấy rồi đưa cho nó để cho nó đo.
mà anh chưa biết chỗ chính xác em muốn chỗ nào đâu nha. Dạ nắp chỉ có một chỗ để chiếu banner thôi anh. Ok em để sẵn rồi đó, chút nữa khi nào làm xong em nói nó. Khoa ơi, Kiệt tới chưa? Kiệt đâu? Không thấy anh Nguyễn xe to thù lù đứng ngay kế bên Infobus nè. Ok rồi. Alo chị Vy. Anh phụ em khiêng cái này. Mến chào các bạn. So we are at the Nathan Phillips Square right now. Đây là một trong những thiện nguyện viên. Bạn tên là gì vậy? Tên Vũ. Anh Vũ. Vũ làm sao biết về chương trình? Anh qua thăm người thân ở đây. Anh ở Việt Nam. Em biết chương trình cái đăng ký luôn. Qua đây chơi đi làm việc luôn. Đúng rồi. Dễ thương không? Cảm ơn anh nhiều lắm. Đúng nha. Cái gì? Hy vọng là anh có những kỷ niệm đẹp. Ừ, rất đẹp. Ok. Rồi. Đây. Không chờ theo hả? À, banner đâu có đâu. Bây giờ có cần đem đồ qua ra để mà để vô khiêng luôn ba, tại vì con lộn cái của banner là bên xe Kiệt. Bây giờ sẵn giúp ba khiêng đồ vô trong đi. Nặng lắm. Cái gì khiêng được thì khiêng vô. Đi con chạy có rộng luôn. Đặt mặt con mà người cầm một cái nhỏ nhỏ con mà. Phải không? Đi đâu không có ba. Tại chừng nào nó mới cho ba vô. Vậy lát nữa ba chạy vô ba ngừng một cái cho người ta lấy mấy cái đồ quần áo cái ù bằng ủi đó nha. Nó khóa rồi. Đây các bạn, this is the Nathan Phillips Square City Hall Toronto. Tòa ốc của tòa thị chính của thành phố Toronto, trung tâm thành phố. Thì ngày mai các bạn ơi, Kelly đang đứng đây mà Kelly tưởng Kelly đang mơ. Bên này anh trang trí dạ không cái nó bên này nè. Đang đứng đây mà tưởng mình đang mơ, tại vì không ngờ sau cái đại dịch bao nhiêu mất mát, bao nhiêu sự khó khăn mà bây giờ có thể tổ chức được Taste Việt Nam Festival thì vô cùng hạnh phúc. Cho nên không ngờ là đang ở đây các bạn. Ủa? À. Tim! 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 À, không nghe. You ho. Đây. Anh đem cái banner lên cho người ta treo cái sân khấu mình nhé. Ngày mai á, các bạn đi cái này là mệt chân luôn đó, nói cho mình. Cho nên nhớ đem mang giày thoải mái. Ok. Đây. Bây giờ á, anh phụ em đem cái banner trước đi. Một anh cầm banner, một anh cầm quần áo. Những stage team đúng không? Stage, đây, cái banner bên này nè, anh đưa lên sân khấu giùm em. Stage team hết. So stage team here. A stage team there. Okay, yeah. Yeah. Dạ, anh đem nó giùm em lên sân khấu giùm em nhé. Rồi còn cái nào của stage nữa? Dạ hết rồi, bây giờ là quan trọng cho nó treo cái bảng nó lên giùm mình. Rồi xong lát nữa mình hãy tới đây mình. Đúng rồi, nguyên cái ống này là của backstage hết á. Dạ. Rồi lát nữa xe xích lô ra. Sân khấu lần tới. Dạ, anh đưa lại sân khấu, anh để trên sân khấu luôn. Tội nghiệp sushi. Dạ không, cái đó thì để bên trang trí. Lát nữa mình qua mình phụ ban trang trí sao. Đang cầm cái túi nhỏ đây. Jarek, how are you? That's okay. You're going to the stage, right? Yes. Can you help me bring some stuff from the stage? Of course. Superman power. Yeah. Always here to help you guys. Aww, Jarek, you're so sweet. Okay, so this is all the clothing for the stage. Yeah. And we need some more manpower to carry this. This is also for stage. I'll be back. Yeah. So this is Jarek. Jarek là one of our MC for the Taste of Vietnam Festival.
Jarek, are you still in school? You finished school? Pardon me? Are you still in school or finished school? I just started like a graduate program. What are you studying? Right now I'm just on summer break, but I'm looking for jobs. Okay. Yeah. In what field? Immigration and refugee studies. Okay. Yeah, a lot of policy work there. Well, thank you for being with us. Of course. After 2 years. I'll always be here with you guys. Này, bé ơi, quần áo nè. Rồi. Mình chạy gần hơn được không? Không được, tại vì đang lốt. Giúp giùm mà lót đồ xuống. Đang lốt đồ trang trí. Em lót đồ xuống. Đúng rồi, mấy bé. Okay. Cái thùng bự chà bá đó là cái nón ở trong đó là của Stitch nha. Yeah, okay. Hai em, khỏe không? Xem cô mình lên kia kìa, đang anh lố đó thì mà em chỉ anh lố những cái nhẹ nhàng thôi. Mấy cái hoa đó thì mình lố xuống ha. Đây các bạn. This is Pure AV. Đây là sân khấu. I want you to know this before we put it up. Thank you. Okay, let me try to find a way. Thank you. Yeah. David, Kelly. Nice to meet you. I love the hat, oh, thank it's you. Awesome. You're working hard. I can see all the sweat. Oh, yeah, yeah. Hi. Lucas. Nice to meet you. Kelly, lovely to meet you guys. Can't wait to see this all come together. Absolutely. So we need the banner up whenever you... Once we get everything else out of the way and everything else is done, we'll put it up. Okay, thank you. I was just telling Dawn, it's very dirty, right? It's pretty... We might have to wash this a little gross. Bit. Okay. Yeah, we might have to. Oh, dear. Sometimes if you rinse it, it'll rinse off. Yeah, so we'll get some water to rinse okay, it off. Okay. But unroll ra thử. Can you so it's meant to be. If you guys don't mind, we'll just get it off to the okay. To that side. Okay. We won't run it over with a case or something. So it's meant to be cut like that. So that when yeah, the wind, the wind blow, doesn't, yeah. It doesn't bend. Yeah, exactly. Yeah, cool. Exactly. That's so, I wasn't sure once we started. And Billy, oh my God. Oh no, cảm ơn anh nhiều. Đây là một người Anh trong cộng đồng. Bữa nay trời mưa bão anh tới. Thank you anh. Thì lắm luôn á. Dạ không có đâu. Ok, ba em đang bị kẹt ở đằng kia, nó chưa cho chạy vô. Ok. Cho nên vì thế. Chạy xe vô đây luôn. Dạ. Nhưng mà cái trong trống cái này nè, em chỉ anh tới nha. Ok. Để em biết chỗ đường đường hai luôn. Anh chạy xe đâu vậy? Ồ, khiêng nặng lắm. Bây giờ tạm thời á thì chừng nào cần phải khiêng. Okay, nhưng mà bây giờ bên kia là mình có trang trí nè, em đưa okay, anh qua. Ok, chắc anh gặp ba em để anh nói chuyện với ba. Ba vẫn còn bị nhốt ở ngoài. Yeah. Tại vì nó chỉ cho một truck vô một lần thôi. Đó, ba đang đứng đằng kia kìa. Ok, ok. Nhưng mà dẫn anh tới để cho anh... Ở phía sau cái xe đó. À, sân khấu em. Đang tưởng em mơ. Vậy mà anh nói để lấy mấy cái xe đẩy cho mấy em bỏ đồ vô đẩy cho nó đỡ. Tụi em còn thiếu sót nhiều lắm anh ơi. Sao anh nói rồi, có tổng nghiệp với alo cho anh. Dạ, cảm ơn anh. Cái sách vụ đó. Tội nghiệp mấy bé kia chưa? Đúng rồi, tại sao cái xe chất này không có chạy vô sát đó? Tại vì á, nó có vừa là decoration và vừa sân khấu nữa. Cho nên nè, mấy cái trong trống, đồ trong trống. Nó nằm đây hết. Dạ đây. Dạ stage còn ở thùng này nè anh. Không. Nhưng mà đem vô trọng để chứa. Vâng. Dạ. Rồi hoa này của anh. Cái này cũng là stage nè. Đồ này đồ cưới nha. Dạ. Sushi, đây là anh Billy. Cần cái gì? Alo. Dạ, cần anh giúp gáp cái này nè. Gáp cái trong trống. Bên đồ ăn này chị. Dạ, bên phía phát khê bước. Đúng hay luôn. Cái này là trang trí em mình để đây. Biển ơi này của Steve nè. Rồi, em cứ để này đây đi. Cái này là của trang trí. Thì mình muốn trên này mình anh em cần thêm cái gì á, mình có thể bỏ đồ lên đây để mình có đồ nhẹ nhẹ thôi nha. Mình còn mấy cái trống là trống và lân nữa. Okay. Sẽ thêm em nghĩ anh đem cái tour của anh là đủ rồi. Okay, chứ không cần đem tạm thời chưa thang chưa đâu. Mấy năm nó còn ăn đâu. Tạm thời thì chưa, để mà lát nữa có cần thì em kêu mấy bạn phụ anh luôn. Trời ơi, tối nay nó mưa nữa nha. Tối nay là nó mưa một trận rất lớn. Nó mưa từ khuya cho đến 6 giờ sáng. Thôi Chúa lo em ơi, giờ hết sức lo rồi.
Dạ. Dragon Head là sân khấu. Lân là sân khấu hết, trống sân khấu hết. Nhưng mà cái gì mà sợ mưa cái setup của mình bị lắm. Trong trống không sợ mưa, tại trong trống ở ngoài được. Em chỉ sợ mấy cái form thôi. Cái form có thể để ngày mai mới. Đúng rồi. Bây giờ là mình setup trong trống, cái trong trống là lâu nhất. Mấy cái đèn plastic thì để xuống được bây giờ, còn mấy cái đèn giấy của lô cửa xưa thì không để sáng sáng. Ok. Sáng sớm ngày mai mình setup. Còn em đem cái gì? Nếu cần thì anh cầm em chạy ra mua mấy cái bạc á, một khô rồi. Không đủ anh ơi. Tại vì nó mênh mông quá không đủ. Dạ. Hiện giờ thì em đẩy cái xe này là nhẹ nhất nè. À, em tại vì em muốn để một số đồ nhẹ lên đó nữa vậy. À ok. Muốn qua chết rồi. Ở ngoài tội nghiệp anh Billy. Thùng nào bé? À, thùng đó là mấy cái thùng peanut. Qua đây nam qua đây hết. Đây là những bạn thiện nguyện viên, đây là những anh chị em trong cộng đồng chúng ta đang đến đây để phụ xã đắp mỗi người một tay. Các bạn thấy đây là tinh thần của cộng đồng làm cái Taste Việt Nam này. Cho nên các anh chị nào mà không bận việc mà ở gần ở đây thì xin mọi người tới giúp một tay thì mọi sự nó sẽ mau hoàn thành. Và sân khấu đang chuẩn bị ở đằng kia thì đang đợi làm cho xong rồi mình để cái banner của mình up. Thì tạ ơn Chúa là lúc này Chúa cho tạnh mưa để mọi người có thể làm, nhưng mà nghe Viễn mới nói rằng là tối nay sẽ một trận bão nữa thì mọi thứ đều phó thác trong tay Chúa thôi các bạn. Điều quan trọng ngày mai các bạn đến đây nha, các bạn nhớ dùng Kelly là đem water bottle. Hi. Đem dùng water bottle là tại vì ở đây là có free nước, cái chỗ để nước á. It's so nice to see you again. Yes. So this is your event too, huh? Yes, I see you. We were there with you for the outside day. Yeah, yeah, yes. I remember that one. Yes. Very hot sunny day. And same here. Yeah. Yes. Are you here tomorrow? And No, I'm not here tomorrow. I'm here on Saturday morning. Saturday morning, yeah. Okay. Well, hope you come on and join us for the Taste Vietnam Festival. Yeah, yeah. I got a chance, I will, yeah. Yes. Day. Ba của Kelly ở đây. Hello em. Đây. Lát nữa phụ mình làm trong trống. Đó các bạn. Dạ. Anh ơi anh. Nhớ nha anh. Vy. Vy cô. Muốn lái xe vô đây. Hi Vy. Họ phải bắt mình đợi cái queue. Gửi cái intersection mình nãy em gửi cho em. Vy, if you go Chestnut Street. Okay, then there's a small little street that has a stick that you have to wait for lift up. So city only allows certain people to come in here, right? So therefore, there's many cars right now, so you have to wait for about 15 minutes. So if you're on Chestnut, when you pass University, then the Chestnut Street is on your right hand side. You're gonna see like a way, like a small little street with a wooden stick, you know, crossing it. So just wait there before the parking. So before the entering down the parking. Okay. Yes. So if you go straight Chestnut, right, you will see a sign like. Your the director's over there. Yes, so if you, yes, so if you go. So I'm right there. Yes, but they won't let you drive in. You have to wait for some cars here to get out before they will let you in. That's what I'm trying to say. So you just have to wait for a little bit. I'll let Qua know that you're next, so he'll try to speed things up. No, like, can I have somebody come here and just grab the bag? I have about 7 bags. Okay, are they heavy? No. Okay. It's just a pinwheel, Kelly. Oh, okay. Then, so you're looking for manpower to go out there and carry the pinwheel in? Yeah.
Okay. Okay, so stay right there, okay? Okay. Yep, I'll bring manpower up. Okay. This is a black mask that at me. Who? Okay. I'm in a black mask. Okay, I'll be out shortly. Here. Okay, một người tiếp bên đỡ một bên. Anh Kiệt. Okay. À, chị cần phải em nữ theo chị để đi mình đi lấy cái chong chóng nha. Còn cái này tạm thời cho mấy anh đi. Cứ để đây hả? Cứ để đó đi. Mình đi ra mình lấy chong chóng luôn. Hai em. À, em đi phụ chị lấy chong chóng. Dạ, ngủ lấy chong chóng nha, tại vì mấy cái này nặng thì để cho mấy ảnh làm. Ngày mai đi bộ nhiều lắm đó cho nên nhớ mang giày thoải mái nha. Ngày mai là gian hàng ở đây là bắt đầu người ta bán đồ ăn được 10 giờ rồi. Nhưng mà sân khấu chúng ta bắt đầu là lúc 12 giờ. Mấy giờ mình bắt đầu có mặt ở đây? À, tụi chị tới đây khoảng 6 giờ sáng cho nên mấy em tới từ 6 giờ sáng trở đi là được. Jenna, okay, need manpower to go get some wind pins. So công ty âm thanh này là Pure AV, họ đang set up ở đây để mà làm cái màn ảnh cho sân khấu. Kelly đang đi cái chỗ mà ngày mai vendor sẽ tới nha. Các bạn nào mà là gian hàng cần phải lái xe vô á thì đây là cái City Hall nằm ở đây nè, ok? Thì á các bạn phải sẽ đi drive in từ cái chỗ này. Nó là cái con đường nhỏ ở đây. Đó. Thì ở đây á là nó không city thành họ không cho mình vô trong đây quá nhiều xe. Cho nên ngày mai á Khoa sẽ làm việc với các bạn vendor là khi mà mình buổi sáng mình tới á thì họ sẽ cho vô từng xe một, cho nên khoảng 15 phút mỗi xe. Thì đây là cái hàng rào mà họ khóa nè. Đó, thì họ sẽ mở ra để cho mình vào. Thì khi mà mình vào á là cái đường đó là cái đường University Road and over here là cái đường Chestnut. Cho nên các bạn phải đi từ Queen Street nè, đó. Queen Street bên kia đi University vòng qua cái đường đó và vô cái đường Chestnut này. Thì khi mà các bạn vô cái đường Chestnut này á thì nó có cái đồ gạt ngang đó các bạn, và cái con đường nhỏ này là cái đường mình chạy vào để đi vô cái Nathan Phillips Square. Trời đất ơi mệt quá. Lâu quá không đi đi bộ. Ok. Đây thì các bạn đi vào á thì các bạn sẽ các bạn đi vào các bạn sẽ cái đường này nè tới trước khi cái parking spot. Chỗ này là mình đi vào parking cũng được luôn là dưới này. Nhưng mà các bạn vendor, các bạn mà gian hàng á thì chúng ta sẽ đi từ đây nè nhé. Để mình chạy đi vào trong. Rồi. Cái cô mà cái xe màu đen á em. Em lấy bọc trong đó nhé. Lấy cái bọc trong trống á. Đây là những bạn trẻ hồn Việt. Nói thật với các bạn, khi mà Kelly nhìn thấy cái này Kelly hạnh phúc lắm luôn. Tại vì nói thật với các bạn, cái này không phải là chảnh, nhưng mà nói thật, tại vì ở hải ngoại quá là sung sướng các bạn. Cho nên thật sự làm thiện nguyện viên là một cái điều mà ít người làm, mà tại vì họ có quá nhiều việc vui để mà làm. Nhưng mà khi mà họ làm thiện nguyện viên thì họ đã hy sinh và họ có cái tinh thần cộng đồng. Hi Vi. Họ có tinh thần cộng đồng thì họ tham gia. Cho nên khi mà Kelly thấy những cái tinh thần của các bạn như vậy, tất cả là thiện nguyện viên hết các bạn. Mỗi người một tay thấy chưa? Cho nên rất là quý. Ok. Hoa sen chắc ngày mai mình đem nha Vi, là tại vì Việt nói nó mưa nữa đó. Yeah. Sure, okay.
Sure. Do we have noodles? Đây, chị cầm này cho. Chị còn tay. Okay, rồi. Okay, thank you, V. Or can you put a message and tell everyone where to meet the gathering spot? By the pond. Okay, I'll take a photo for them to see. Yeah. Okay. Hết rồi đúng không? Yeah. Okay. Em tên gì? Hả? Nina. Em tên là Nina. Oh. Nina thì bé gọi mình là cô thì đúng cô thiệt là tại vì Kelly đủ tuổi sanh ra mấy bé này. Mình nhìn mấy bé mình cũng thấy mình già thật. Nhưng mà tội nghiệp các bạn thấy không? Dễ thương. Đây, em đưa một cái bọc này chị cầm cho. Không, chị còn dư tay. Tội nghiệp chứ. À, Nina năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. Đúng rồi, cao thì xanh ra được. Thì các bạn trẻ này á, thật sự là nhìn các bạn lớn cao như vậy, chứ thật sự là các bạn còn nhỏ lắm. Tại vì con nít ở đây á, họ ăn uống đầy đủ cho nên họ phát triển cao lớn hơn. Chứ hồi thời Kelly mà Kelly 15, 14 tuổi Kelly như con mắm nha, nhỏ xíu à. Cho nên các bạn biết không, hồi xưa là anh Nhật là người luôn chụp hình, quay phim những cái này. Tại vì Kelly dặn anh Nhật rằng là Kelly muốn lưu lại những cái hình ảnh behind the scene của các bạn để mà Kelly lưu lại để làm kỷ niệm. Thì hồi xưa anh Nhật là người luôn It's a Taste of Vietnam Festival. Taste of Vietnam. Oh, Vietnam Festival. Vietnam Festival, tomorrow. Tomorrow. Yes. Thì anh Nhật là người quay phim, chụp hình. Thì mỗi lần mà Kelly làm xong, tại vì trong lúc mà làm thì mình đâu có thời gian mà mình thấy những cái mọi thứ đâu. Thì anh Nhật cũng giống như là một cái người nhìn tổng quát, chụp hình lại. Để cho Kelly khi về nhà sau chương trình thì Kelly có hình để Kelly coi và Kelly hồi tưởng lại những cái kỷ niệm đẹp. Nhưng mà năm nay thì anh thì không có đây bằng thể xác, cho nên Kelly không muốn bị mất những cái hình ảnh này, cho nên Kelly muốn quay lại. Phá quá đi, đừng có để cho bạn. Don't let the city see you ride this, okay? They don't allow it. Đó, thấy tụi nó phá kìa chưa? Lái một chút và lát nữa thấy bà city tới là phải xuống nha. Hi Dean, how's it going? Is this our cooler? Hi, good, thank you. Good to see you. Hello, coolers, you too. Oh my god, this feels sorry, I'm hot and sweaty. No, it's okay. Been here all day. Hi. Hello. Hey, how's it going? Yeah, they said don't leave the door open too long. I'll close it in between. Oh, good, thank you. It's so nice to be in there. I know, do you want to go in? No. It's $5 for 2 minutes, man. Hi, Jay. Yeah. Trời, nó hét sợ muốn chết luôn. Yes. À, volunteer. À, hai em. Ok, vậy em phụ qua bên trang trí nha. Đúng rồi. Em đi theo chị. Hai chị. Ai nói vừa? Điên đó. Coi nè, chị không biết chị có diễn nổi không? Nguyên người luôn, cái tội bích nít đó. Bị sao vậy? Bị dướng hả? Quýnh nhau. Trong bích nít chia phe quýnh nhau. Quýnh bây giờ đứng không nổi luôn. Chị với quýnh là sao? Luôn. Chia team chơi đó mà chơi mình. Đi đánh với mấy thằng con trai cho nên nó bị lên ông nổi này đó. Mấy người đâu có đứng được đâu. Bữa nay mới đứng được đó. Okay. It's okay now. Okay. Gặp biển hay là gặp đâu? Biển. Đâu biết đâu. Hoa mới nói chị là hai cái bút đó là của cái gì đó, đúng không? Cái trang trí của mình bên này nè.
Mà mình cần trang trí thì chị nghĩ chỉ bỏ áo dài lên thôi chứ trang trí thì... Em đem cái này next to the pond nó có the decoration team, em đem nó tới phủ ha. Ok, đi đây, đâu rồi? Cái này đẹp không em? Đúng rồi, nhưng mà lát nữa có dăng đèn nữa, có mướn mấy cái đèn rồi ban đêm á. Tại vì chị nghĩ rằng là cái này chỉ có treo quần áo thôi chứ mình đâu có bàn ghế gì đâu hả? Có. Mình mà có... bây giờ cái quan trọng là tại vì Khánh đâu có mang chất liệu gì qua đây để trưng bày đâu. Nên. Hà thì có chứ Khánh đâu có đâu. Không, anh Khánh em có báo trước rồi. Chẳng thấy ông nói tiếng anh, gì. Tiếng anh Khánh, tiếng anh Hà. Nếu mà có như vậy. Dạ, yeah, thì cái bàn này mình trưng lên được. Còn bây giờ tại mua tới mua lui nữa cho nên chị nghĩ không có cho đồ sứ sành gì lên được hết, lỡ bể sao. Cho nên chị để giống như là vải vóc gì đó. Không, cái chỗ này mình còn để decoration là tại vì cái này nó cũng là cái dạng photo booth vậy đó. Cho nên khi mà mình có vài những cái... Nhưng mà Khánh mang chỉ có 20 mấy bộ đồ à, đâu có đồ để trang trí đâu, nếu mà bẻ trưng bày là khỏi có gì luôn. Chị tới Khánh rồi, tại vì em có nói, em có nhắc ảnh là đem đồ, nhưng mà nếu không có đồ anh Khánh thì còn đồ for Charlie, khoảng 200 mấy bộ của anh bên. Nhưng mà Khánh chỉ có 27 bộ trọn vẹn thôi, mà chị mua hết rồi chị cho mượn lại diễn đó, chứ chị trả tiền xong chị mua 9 bộ. Trời đất. Nhưng mà chị nói Khánh là chị cho mượn lại diễn xong mua lại cho chị. Okay. Còn cái ngày mà em nói là sáng đó Khánh gọi cho chị trước khi chị đi Mỹ thì Khánh tới là Khánh nói em may riêng cho chị để chị diễn cho em. Em thừa biết là chị sẽ mua cho nên Khánh 9 bộ, chị lấy 9 bộ á. Trời đất. Diễn xong rồi Khánh trả lại cho chị cho mượn lại diễn. Ok. Thì Khánh nói chị giống như cái áo màu hồng chị ra trước tiên, rồi cái ngày đầu tiên, rồi ngày hôm sau cái áo màu xanh chị mặc ra cuối cùng. Đó, thì đại khái vậy, nhưng mà Khánh không có nhiều đồ để trang trí, nếu mà để đây là khỏi diễn luôn, không có người áo để diễn luôn. Well, cái chỗ này là cái chỗ nó là em có in mấy cái áo dài của các thời đại cho nên nó làm giống như một cái exhibition để cho người ta, và mình sẽ có đèn ở đây thì nó cũng giống như là cái chỗ mà photo booth vậy đó, thì vừa photo booth mà vừa exhibit luôn. Thì lát nữa là cái công ty đèn á nó sẽ dăng tới đây thì em có đem lồng đèn tới đây nè, thì có đèn lát nữa mình trang trí và có hoa đồ nữa, thì cái này nó giống như là một cái dạng photo booth. Dạ, yeah. Cho nên nếu mà khi mà diễn xong á ngày thứ bảy là trong tòa ốc này nè, thì cái này á là một cái là mình ở ngoài trời nguyên ngày ha, nhưng mà chị trong đó là cái vòng tròn mà em gửi chị đó, nó gọi là cái rectangle, là mình không có để cái gì, mình chỉ vô đó mình đứng thôi gì không, mình có để tại vì em in hai bộ lận, tại vì ngày thứ sáu là ngày mai là bắt đầu trang trí trong đó để cho những người ở đây nè họ cũng đọc về, họ xuống họ cũng triển lãm và họ đọc, thì trong cái rectangle đó đó em có một bộ em in ở đây, em in hai bộ lận. Thì dạ. Mẫu diễn xong ở trên sân khấu là sẽ đi vô cái rectangle. Rectangle xong rồi đi qua đây. Thì cái chỗ này thật sự không phải là cần phải occupy nguyên ngày. Ví dụ giờ anh Khánh anh diễn xong, mẫu xuống đây giao lưu, chụp hình. Okay. Dạ. Nhưng mà lúc mà không chị không có đây vẫn có người coi cái booth của mình chứ đúng không? Có. Nhưng mà dù cho không có coi cũng không sao, sao tại vì nó public mà. Okay. Cũng họ nghĩa là cũng không ai là đồ của mình gì đâu. Không có đâu. Cũng có volunteer ít nhất cũng một người. Okay. Dạ. Như vậy là chị qua bên biển ha. Rồi sau đó thì nếu mà chị có thời gian thì qua bên trong trống. Bên này. Hi em. Kevin. Okay, so you're gonna help me. We're gonna try to... Khỏe không Kelly? Chào chị, chắc mẹ. À chào chị. Mọi người đang ở đằng sau rồi. Đúng rồi, biển đang ở đằng sau với backstage. Okay. Hi chị, backstage. Backstage rồi hả? Dưới biển. Mấy cái áo của chị lấy ở đâu? Ở đằng sau trong cái thùng á. Hôm qua em với biển có lựa cho nên okay, chị biết hả? Biết. Dạ. Yeah. MC toàn là áo đẹp không à. Cho nên gắng nói chuyện cho hay nha. Okay, so they're gonna finish putting up the lights. Yeah. At the screen, and then we're gonna put this. Remember our banner last year? Uh-huh. We're gonna put it up there. So, just try to watch out, like keep an eye when they're done. Yeah. But for now, are you helping stage or what are you helping with? I can help with whatever. Okay, we'll help with decoration over here then. Okay. Hi, Em. Hi. Nóng quá. Ủa, cái kia lấy nước được không vậy? Không, cái đi không lấy nước được. Cái máy lấy nước là bên kia kìa, nhưng mà ngày mai nó mới mở. Nha. Thôi đi vòng đi. Dee, do you know where the BFFK booth is? What, sorry? BFFK booth?
Yep. I'm prepared. I've got a map. Oh, awesome. Do you know if this has to be barricaded with the cameras and stuff? Yes. The city asked me, so. Yeah, it has to be barricaded if not people. Tonight or tomorrow? Preferably just do it whenever they have it. Okay, yeah, but they've nearly finished for tonight, so. Oh, they're done? No, sorry. No, one guy's going to be here till about 10, sorry. So, but do you want me to ask him to barricade it tonight? Yes, get it. All just the way around, yeah? Yeah, okay. Just get it done so that we won't have to have a hassle with it tomorrow. Yep, for sure. Hey, right. Julian! Is it 6:30? People have been stealing my maps. Hi, Em. Is it 6:30 already? Yeah, it's 6:30. Oh, okay. Please go backstage to meet the, were you at backstage? No. Okay, so go around there, backstage, you're going to meet the director, V. So he'll give you some information what to do, and then we'll rehearse at 7. Okay. Hi, Em. Em Tân là? Kim Anh. À, em design cái poster. À, đúng, đây. Đây là anh, Kim Anh hả? Kim Anh là cái người mà design áo dài qua các thời đại poster ngày mai và ngày mốt các bạn sẽ triển lãm. Em làm cái đó trong vòng bao nhiêu tiếng vậy Kim Anh? Dạ em làm cũng 6 tiếng gì đó. Tội nghiệp không? Phải tìm thông tin nó lâu. Dạ, cảm ơn em nhiều lắm nha. Em có làm xong cái áo dài kia chưa? Chưa. Ok. Chỉ còn xong trong trước khi nào? Nếu mà em cho chị được sáng mai đi, tại vì chị em gửi cho chị tối nay thì sáng mai chị sẽ đi in. Và trước khi mà chị tới chị print luôn. Kịp không? Kịp cho sáng mai. Ok. Hi Thủy. Hiện rehearsal là 7 giờ, mình hơi early right? 6:30. 6:30. Như vậy thì mình ra đằng sau backstage cho mình gặp Viễn nha. Viễn lo okay. Về sân khấu. Okay. Yeah, thank you. Hey, hi. Backstage model, you're behind the... Follow them. See the director, yeah. Okay, so bây giờ mình qua phụ bên trang trí chăm cháu. So which booth is no, the... No, someone... Sorry, someone took my map earlier. Oh, okay. So I'm trying to see if I've got it on the phone. Front stage đúng rồi, nếu mà em phải team front stage thì em sẽ đi qua đằng sau hậu trường. Nếu em muốn thì em qua em gặp Viễn trước đi check in. Rồi nếu mà hỏi Viễn có cần thì em không, nếu mà Viễn không cần thì em ra đây em phụ bên ban trang trí nhé. No? No, someone took my map. When they were doing the tents. No, this is it's blocked off, but I'm pretty sure it's one of those two there, I think. For better on that side. I think we have three booths. Yeah, there's so. Those two there, and then there was another one. I'm not sure where the other one was. Okay, let me ask. Someone, I printed off maps, and then Qua took one, and then the other guy took one too. I was the only one that came with maps. Oh, you're the organized one. Sure. And they all stole them. I did have a Jenny. Are you finding your booth? Do you know where your booth is? I think it's over there, right? What's the name? D1, Ginger. Oh, Ginger, yeah. Okay, mình đi qua đây luôn. Oh my god, this remind me of the 2019. Chị Kiều đúng không? I can't recognize you with your mask. Áo dài là bên Viễn. Viễn hồ. Yeah, down there.